16 gương mặt xinh đẹp nhất, 16 thí sinh cố gắng nhất và nỗ lực của họ đã được ghi nhận. Trong những phút tiếp theo, cho dù những ai được lựa chọn thì họ chắc chắn đều rất xứng đáng, và những ai phải tạm dừng chân, họ đều rất xứng đáng được tôn vinh. Có phải vậy không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ để thuận tiện cho vấn đề để công bố top 10, xin mời các nhà chúng ta có thể là lui về sau 3 bước được không ạ? 10 thí sinh may mắn được lọt tiếp vào top 10 Miss Rainbow 2018 Photoshop lần đầu tiên. Đầu tiên, đúng theo cơ cấu và cho nhóm nhỏ xíu được không anh Sake ơi? Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dạ nhạc nhỏ xíu nữa Sake ơi. Dạ, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đầu tiên thì Bảo sẽ vinh danh bạn đầu tiên đúng theo cơ cấu giải thưởng của ban tổ chức đưa ra, có thể là thí sinh có lượt bình chọn cũng như là được vote và chia sẻ nhiều nhất sẽ được ưu tiên vào top 10 đầu tiên. Đó là thí sinh không mang số báo danh số 0 đầu tiên ạ. Hỏi họ không ạ? Không. Thí hả? Số kế tiếp đó là số 1 ạ. Và bây giờ sẽ là 9 thí sinh còn lại. Thí sinh thứ hai cũng có số 0 đầu tiên. Bảo chắc là ai cũng có số 0 đầu tiên hả? Số kế tiếp. Số 1. Cũng lại là số 0 đầu tiên. Không. Không. Và số 1 kế tiếp. Mà là số 1 phía sau. 001 Quỳnh Đa. Và sẽ là một thí sinh nữa. Số báo danh 0. Không. 2. Dạ hết vàng anh Sang Nghe ơi. Số 0 có 2 số 0. Có ai có 2 số 0 đứng đầu không ạ? Bao nhiêu bạn số 2 thì 2 số 0 đứng đầu ạ? Thí hả? 004 Phí Nam Hà. Và thí sinh kế tiếp mang số danh 009 Đỗ Phí Nam. Số danh một người đẹp có thể nói là đẹp trong tâm hồn đối với Bảo thôi nha, tại vì bạn mang được chất liệu dân tộc trên sân khấu. Người nhà thiết kế bên tôi đây 036 Hà Bảo. Hà Bảo. Và một người đẹp nữa rất nhỏ nhắn xinh xắn và cũng không kém phần sexy với những tiết mục lưu sinh đen. Ai đây ạ? 016 Lucy Võ.
Số báo danh 0 3 1 Phạm Hoàng thắng cơ. Kính thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu ngay bây giờ đó là top 10 Mid and More 2018 Bonsai mùa đầu tiên. Xin cảm ơn tất cả thí sinh còn lại, xin mời tất cả các bạn vào trong để chuẩn bị những phần thi kế tiếp, và xin mời 10 người đàn chúng ta cùng vào trong sân khấu để chuẩn bị tiếp cho phần thi tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.